Thì đến ngày hôm qua thì mình thấy là có nhóm thép thôi Ngoài ra thì mình uh, Chưa có thấy thêm một cái nhóm nào nữa Và anh em cũng đừng có kỳ vọng quá Và cái nhóm banh, nhóm bất động sản hay nhóm chứng khoán Cái đó không phải là cái sự kỳ vọng Mà cái đó anh em phải chờ sự xác nhận Nếu anh em kỳ vọng cái đấy nó hơi vô nghĩa đấy Tại vì thị trường nó đánh tương đối được phân hóa Nếu cứ sai quẩy ở đây là nó cứ phân hóa như này đấy Tức là có thể cứ mỗi hôm nó kéo một con Nhưng mà cái con đấy nó là con mạnh nhất trong một cái ngành đi thôi Chứ nó không đủ tiền nó kép cả ngành đâu. Nếu mà thị trường nó cứ ở đây không thì anh em biết những cổ đầu cơ rất khó tăng luôn. Rất khó tăng luôn. Thị trường sideway ở đây những cổ đầu cơ cực kỳ khó tăng luôn. Những cổ đầu cơ thì thông thường nó tính thị trường rất là cao, ví dụ như là banh như là chứng khoán, như là bất động sản, cực kỳ khó là hồi luôn. Vì thế nên cái việc mà anh em kỳ vọng ở ba cái nhóm đấy ấy, là đang rất là khó. Anh em nên chờ sự xác nhận của ba nhóm đó thì nó sẽ tốt hơn là việc kỳ vọng tức là có mua thì mua om nhưng mà om phải chờ sự xác nhận chứ không phải là om cứ kỳ vọng là kỳ vọng ừ nó thế nào sẽ đến giai đoạn ba cho đấy nó tăng chưa biết là bao giờ thôi tại vì sóng nó đang nằm ở ngành khác dòng tiền nó rất là thông minh ví dụ anh em thấy dòng tiền nó chỉ khoảng quanh một tỷ đô đổ lại nó không thể nào nó kéo được các nhóm đầu cơ đâu Mà đấy là đặc trưng của thị trường sideways đấy là đặc trưng của thị trường sideways yeah. đấy là cái mà anh em phải lưu ý về các nhóm này với dòng tiền vậy sao anh không nghĩ là chỉnh mạnh à? không nhá? À, tại vì là vấn đề là chúng ta đang có sóng tăng, tại sao em cứ phải view chỉnh? Nhiều anh em rất là hay vẫn nói câu đấy, anh em đang sóng tăng tại sao phải view chỉnh? độ chỉnh anh em đặt cái mốc một hai năm mươi anh em té, thế thôi. Tại sao phải cứ phải view là ví dụ mình đang cầm một cổ phiếu đúng không? Tại sao phải view là nó cứ phải chỉnh? Ví dụ anh em mình dùng là nếu mà đánh sideways, nó xác định ra là này là sideways chúng ta sideways mà có nền chúng ta đã có bùng nổ tao đà rồi từ ngày mùng sáu tháng 5 tức là sóng tăng nó bắt đầu từ ngày mùng sáu tháng 5 rồi từ ngày em đó đến nay anh em đánh anh em mới cảm thấy bình thường đúng không nhưng bao nhiêu lần anh em biết anh em hô chỉnh hô sập chưa thì cuối cùng nó đã làm sao đâu vậy nếu mà chúng ta cứ hô chỉnh hô sập như view chỉnh view sập như vậy thì chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội mặc dù sóng tăng đã xác nhận rồi cái này thì nó tùy phương pháp của anh em thôi anh em đầu tư phương pháp nào thôi thì cái đấy nói khó lắm rất là khó nhé yeah thì giáo tăng đã bắt đầu các phiên phối chúng ta có 5 phiên 22 tháng 5 24 tháng 5 29 tháng 5 11 tháng 6 và 14 tháng 6 nếu đến ngày 22 tháng 6 thì cái phiên 22 tháng 5 sẽ bị xóa bỏ tới đến 4 phiên nữa đấy thì hay là tức là sang tuần sau thì sẽ có chúng ta sẽ xóa bỏ hai phiên thì hy vọng thị trường cứ tích lũy ở đây và không gãy 1250 trong vòng một tuần nữa thì chúng ta sẽ xóa bỏ hai phiên chúng ta sẽ còn 3 phiên phối và anh em nên nhớ có một cái lưu ý cái này anh em học viên rất là rõ đó là các phiên phân phối mà gần cái vùng bùng nổ theo đà tức là từ bùng nổ theo đà mà tăng chưa quá nhiều ấy cái này mình cũng chia sẻ livestream rồi đấy thì cái độ rủi ro của nó là không lớn thì độ rủi ro của nó là không lớn nhưng mà vẫn phải cài các mốc vào để quản trị ví dụ một hai năm mươi một hai hai mươi cài để quản trị còn cái không lớn kia là chúng ta để chúng ta phán đoán anh em mình dung không và view tuần thì mình vẫn đang view được sideways up hỗ trợ là một hai năm mươi hai bảy mươi kháng cự tâm lý là một nghìn ba trăm tỷ trọng là bảy lớn hơn Sideway up thì đánh phân hóa, vượt 1.300 thì đầu cơ có thể lên ngôi sát phạt ác hơn. Tỷ xuất sinh lời hàng leader từ 20 đến 50%, thì xuất sinh lời hàng sau vượt đỉnh 1.300 từ 7 đến 15%.